Công dụng bất ngờ của cây cà dại hoa trắng. Cà dại hoa trắng còn được gọi là cà pháo, cà dại, cà hoa trắng, cà nước, cà hoang. Có vị cay, tính mát, tác dụng chỉ thống, tiêu thũng và trừ ho, nên được sử dụng để chữa đau bụng, đau nhức xương khớp, đau răng và chứng khó tiểu tiện. Dược liệu được dùng ở dạng sắc uống hoặc dùng ngoài, liều dùng trung bình từ 10 đến 20 gram mỗi ngày. Thứ nhất, bài thuốc chữa đau dây thần kinh và đau lưng. Bạn chuẩn bị kê huyết đằng, lá lốt, cà dại hoa trắng, dây gấm và thổ phục linh, mỗi thứ 20 gram. Cách thực hiện, tất cả nguyên liệu đem rửa sạch và sao vàng. Mỗi ngày dùng một nắm sắc uống, dùng liên tục ít nhất 10 thang để thấy hiệu quả. Thứ hai, bài thuốc giúp làm dịu vết ong đốt, nứt nẻ bàn chân, kẽ chân. Chuẩn bị cà dại hoa trắng và một ít lá lốt. Thực hiện, rửa sạch, sau đó giã nát và vắt lấy nước, thoa lên chỗ bị đốt. Thứ ba, bài thuốc chữa nước ăn chân. Chuẩn bị lá phèn đen và lá chè xanh, mỗi thứ 20-30 gram. Lá lốt và quả cà dại hoa trắng, mỗi thứ 20 gram. Thực hiện, dùng lá chè xanh và lá phèn đen sắc lấy nước đặc, sau đó ngâm rửa chân trong 5-10 phút. Tiếp tục dùng lá lốt và quả cà dại giã nát và thêm ít nước. Sử dụng bông thấm dung dịch này và thoa lên vùng da chân bị nứt nẻ. Thứ tư, bài thuốc trị trẻ em bị đau bụng. Chuẩn bị một ít hoa cà dại. Thực hiện, rửa sạch và hãm với nước sôi cho trẻ uống. Thứ năm, bài thuốc chữa ho mãn tính. Chuẩn bị 10-15 gram rễ cà dại. Thực hiện sắc uống, ngày dùng một thang cho đến khi khỏi hẳn. Thứ sáu, bài thuốc chữa chứng khó tiểu tiện. Chuẩn bị cành và lá của cây đơn bút và lá tươi của cây cà dại. Thực hiện, rửa sạch các nguyên liệu, thái nhỏ và hãm với nước uống như trà. Những điều cần lưu ý khi sử dụng cà dại hoa trắng. Thứ nhất, không sử dụng dược liệu cà dại hoa trắng cho người bị tăng nhãn áp. Thứ hai, nếu có ý định sử dụng bài thuốc từ dược liệu này, bạn nên tham vấn bác sĩ chuyên khoa. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!